ông bà cô chú bác và anh chị em thân mến, chúc quý vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay trời mưa rất là to quý vị ơi, trời âm u tới mịt mù luôn à ha. Đó, buổi sáng mà hả, trời tối ôm mà quý vị, mưa to lắm. Để em quay cảnh trời mưa to cho quý vị xem nha. Đó, ôi công nhận á, ngộ quá, ngộ quá, nhập Uber, nhập Uber quý vị ơi. Thấy không quý vị, trời mưa to lắm ha, nhập Uber đó. Hai vợ chồng em lên cái clip ha, kêu á minh bạch cái số tiền, kêu gọi xin của cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm quyên góp được tiền để thay luật sư ha, minh bạch cái số tiền thay luật sư cho cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân ta biết. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt luôn rồi đó quý vị. chia tay trời ơi, cái này trốn mấy ngày thôi em, xạo xạo thôi. Cái này chắc nó xạo, nó muốn cho mấy người ta khán giả năn nỉ hay sao không? Tại vì anh nói cho nó 2 ngày giải quyết đúng không? Đi ngân hàng giải quyết, bây giờ nó trốn rồi, bây giờ trốn trước rồi biết không? Nó sợ khán giả hỏi nó biết không? Đó, bởi vì nó chia tay lên xạo xạo không, hai đứa cũng 3 xạo luôn á. Nhật Vũ Bời le le 61 cũng vậy luôn, hai người đưa đấm check ra cũng là copy lên cho người ta coi thôi đó. Một người đưa photo giả 15.000 một người á, chỉ là chuyển khoản vô thôi, không có ký cho ai hết đó. Hai người 3 xạo. Hai người đưa hai hả, chụp 2 cái hình ra đều là 2 cái hình giả thôi đó. Bây giờ đâu có ai chứng minh được cái hình đó là cái tên đó, cái ngân hàng đó là của Nhật đâu. Trời ơi, múa rìu qua mắt thợ. Trời, cái băng xe mình đâu, cái băng xe mình đâu, đâu cái đề ship đâu, sao không đưa lên mấy cái đó, đúng không anh? Đúng rồi, đề ship là băng xe mình đó, mấy cái đó đó. Lúc trước á, bữa hổm á, làm một cái video á, giống như trả child support gì á, đó 800 mấy gì á đó, có đó nó tới đó luôn, nó quay đó, nó đưa ra cho cộng đồng mạng cho khán giả coi ơi, nó có trả tiền phải không, mà trả tiền là phải có receipt đó, bởi vậy nó đem receipt lên. Mà cái vụ mà 15.000 với 20.000 nó không đưa là receipt, tại sao lại lý do tại sao phải không? Đó, tại vì không có, đúng không? Đúng vậy, không có là lừa đảo thôi. Mấy cái nào á, nó có á, thì nó đưa lên, nó đi xô ra cho người ta coi rồi. Đúng rồi ha, làm dữ lắm trời. Ơi, lên là biết á hả, lên là biết 3 xạo rồi đó quý vị. Có chỗ ở ha, mẹ của Nhật á là ở housing của chính phủ á, cấp cho rồi ha. Mà lớn tuổi ăn tiền á, là có tiền già đúng không? Đó, có nhà có chỗ ở hết trơn rồi. Nhật thì nó về nó ở với mẹ thôi, nhà của chính phủ đó, cho mẹ già ở đó, về ở đó ở kế với mẹ thôi, chứ có cái gì đâu mà hả, nó không có nhà. Bà đặt diễn cảnh ra nói hả là hả thất nghiệp, kêu cộng đồng mạng giới thiệu làm giùm cho. Trời ơi, em nhìn vô là hả, vợ chồng em nhìn vô là biết nó dốc nó láo rồi. Việc làm cũng có nữa, đang chạy Uber luôn, ôm chiếc xe mới chạy vòng vòng. Nó thất nghiệp, nó không có than, không có tiền rồi nữa kia nữa. Trời, không có tiền mà than, ôm xe chạy vòng vòng chơi, đi quay phim, trời ơi, đi sắm dụng cụ làm YouTube tùm lum hết trơn á. Rồi mua camera để trên xe rồi cái trước cái sau nữa. Trời đất ơi, quá trời quá đất rồi, công nhận á. Rồi bây giờ á ha, ông xã em với em lên á ha, nói á bây giờ á đi tới cái ngân hàng với Nhật đó, là tới luật sư luôn, rồi trốn luôn, làm clip chia tay 9 phút mấy không, thường ngày làm clip mấy chục phút không à, ngồi dốc ngồi láo ngồi xạo thì hay lắm. Cái hồi mà kêu mà đi làm cái gì một cái á ha, chứng minh cho cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân biết số tiền á, kêu gọi á 35.000 là có thể luật sư á, là mệt chia tay quý vị. Trời, nếu mà không lên nói, không mà lên mà nói nha, không lên đó lật tẩy á,
là ngồi dốc láo nữa đó. Đúng đó. Rồi. Trời mưa lớn quá. Còn á, con Lê Lê á, cũng bà xạo luôn ha, chụp cái hình em nói thiệt, cái mấy cái hình nó chụp á, tụi nó chụp á ha, nó photoshop á quý vị, nó làm được hết á. Bởi vì á, đừng có mà tin tưởng mấy cái bằng chứng gì của tụi nó đưa ra, mấy cái photoshop đó. Bây giờ cái người em ở đây nè đó, đi tới người thật gì thật nè, đi tới nơi tới chỗ luôn đó, chứng minh cho cộng đồng mạng coi luôn, đi chung luôn với Nhật luôn đó, xong rồi không đi đi chia tay, chia tay sớm vậy, trước khi chia tay cũng phải là chứng minh rõ ràng đâu đó đàng hoàng số tiền cũng nhỏ tao mạnh thường quân đi rồi mới chia tay chứ, thấy không? Chứ đâu phải mà lên rồi sao xạo dốc đó láo vậy, giờ cái tiền 35.000 bây giờ mà. Đó bây giờ đó, kêu gọi xong rồi có thể luật sư không minh bạch ha, à, tức là hả làm sao, tức là chấp nhận là lừa đảo đó quý vị, tại vì đó, lần trước đó, có nói rồi, nó không đi là lừa đảo đó, chấp nhận đó quý vị. Thấy không, vợ chồng em á lên giúp cho hả cộng đồng mạng mạnh thường quân biết những cái sự thật, những cái thành phần bất hảo lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm mạnh thường quân trục lợi. À, còn người nào nói gì, một người nick nào gì nói em, nói giống như tại sao mình không đi cái tòa Nhật, ủa địa chỉ đâu đi đó, em giải quyết đúng rồi này, có người nói á vô comment em á, nói em á là sao mà thằng Nhật nó kêu đi ra tò cái ngày đó sao mà không đi, ủa sao mà nó cái đầu óc của nó không biết tàu hủ củ hủ chuối á, tàu hủ chổng ba đậu ở chổng hay sao á quý vị, nó đâu có đưa cái địa chỉ đâu mà nó kêu đi. Ôi đâu phải là ở San Jose có một cái phim tò đâu, mấy người nói mấy người ủng hộ nó biết đi thôi, nó ủng hộ nó đi, nó kêu mấy người á mà ủng hộ nó thì á đi ra phim tò đó, ủa mình đâu có ủng hộ mấy người lừa đảo đâu mà kêu mình đi ra hả ủng hộ người lừa đảo, đúng rồi mình đâu có ủng hộ người lừa đảo đâu, mình có công ăn việc làm đàng hoàng chứ phải mình lên mà dốc xạo xạo lừa đảo để mà xin tiền nó đâu mà rảnh lúc nào cũng đi theo mấy người lừa đảo đó. Bởi vì á ha, bởi vì á mình nó nói là nó thất nghiệp, ông xã em dẫn nó đi tới công ty Uber ha, xin việc cho nó luôn ha, tới công ty luôn đó, cho gặp sếp luôn mà không dám đi, cái gì thấy mắc cười không, thấy xạo chưa, wow đẹp quá nè, em quay phía trước cho quý vị xem nha, có phía núi sương mù, em quay phía trước cho quý vị xem nè, có sương mù nè, trời mưa kẹt xe quá quý vị ơi. Đó. Sáng sớm trời mưa rồi. Dịch có lùng le le mắc cười cho quý vị, nó nói thương vô gia cư lắm, mà thương vô gia cư lắm mà bây giờ á 500 tiền thiếu ông xã em 500, ông xã kia em á là hạ kêu nó lấy cái 500 đó ông xã em á ha cho nó mua quà, mua bánh mì phát cho vô gia cư, ô nó ăn chận luôn rồi quý vị ơi, bây giờ nó ăn chận cái số tiền từ thiện của ông xã em á ha, 500 đô đó để mua bánh mì á phát cho anh em vô cư á ở San Jose á, bây giờ nó ăn chận luôn rồi, 500 nó còn không có tiền nữa, ở đâu mà nó có tiền mà 25.000 nó ra nó xạo nổ dốc láo thấy chưa quý vị. Hôm qua giống như anh nghe cái clip nó nói rồi, cũng như nó kêu chị Kaelin giống như cá độ gì á, cá độ gì lấy coi mấy cá cái gì mà mấy người này mà cá cái gì mấy người thua mà nó đâu có tiền chung, nó thua nó còn không chung nữa sao nó cá anh thì đúng không, nó thua ơi. Mình rồi á, mình đi mình lên tòa rồi á, thua á, tiền xăng nó cũng không trả mình để lấy gì cá nữa, nó thách thức uy tín của nó ra tòa, nó trả tiền xăng cho mình
Và nó có cái cây 308 nữa, thách thức mình lên chỏn ha. Trời ơi, công nhận máy này á, nó hả, dốc nó láo. Thua mà còn không chung nữa mà muốn cái người ta, tiền không có thì tiền không có ha, mà khoái á bỏ mồm lên nói thương gia cư, trời xin kêu gọi tiền từ thiện. Trời ơi, 500 đây, em có 500 đưa vô cho nó, kêu nó mua quà phát cho vô cư, nó cũng đưa nữa, không phát nữa à. Mạnh thường quân mà đưa tiền vô cho nó ăn hết luôn, nó bay, nó về Việt Nam, nó sửa sắc đẹp, nó làm thẩm mỹ, nó làm silicon, bắt trước con Hằng. Cỡ nó thiệt cái một đồng á, người ta còn không dám đưa vô nữa, đừng nói, uy tín đâu mà đưa. Cá không cá, cái vụ mà cá, nó nói là giống như người nào mà nói nó là ăn tiền bệnh đồ á đó, đưa ra bằng chứng đi đó. Ủa cũng vậy á, kêu nó mày không có ăn á tiền bệnh á, mày đưa ra bằng chứng đi. Đúng rồi, ngân hàng của mày á in ra mỗi tháng á, có chỗ đó hết rồi, bao nhiêu tiền, có 1,000+ trong đó không, mỗi tháng không in ra cho nó coi đi. Nghe không, đó tao nói mày bị ăn tiền bệnh á, hai bờ bay luôn á, hai tụi bay đã ăn tiền bệnh đó, luôn á, dám chơi không đó. Mày với thằng bò đi á. Đúng rồi, bố đi á. Ừ. Bố đi lém đi á. Ừ. Bố đi lém đi đó, hai đứa đó. Ăn ăn tiền bệnh á. Bây giờ tụi bay nói tụi bay không có, tụi bay chụp cái ngân hàng của bay ra đi, em xã tao nói nè, thấy chưa? Ừ. Dốc dốc láo láo. Bởi vì á, mấy cái đứa này á là hả, mấy cái đứa này nó thần phần bất hảo, nó vô ơn lắm anh ơi. Ăn tiền chính phủ thì nó ăn tiền chính phủ phải không? Bởi vì thứ nó nói từ đó giờ nó không ăn tiền chính phủ, xạo láo luôn. Xạo láo. Gia đình nó ăn tiền chính phủ đó giờ bản thân nó, con nó luôn á, đừng nói. Lên dốc láo cho mấy cái người như ở Việt Nam người ta không biết thôi, chứ mấy người á, mấy anh chị cô chú bác người ta ở Mỹ người ta thông minh người ta nhìn, đừng có nói là ai cũng biết trơn á. Ai cũng biết trơn á, dốc láo được mấy người Việt Nam thôi. Ai mà ở Mỹ mà tin lời nó, trời ơi, không ai tin hết trơn á, cười chết người ta luôn á. Ai mà nói ở Mỹ này, tôi ở Mỹ này tôi tin trang lời nó, không ăn tiền, nó có bốn đứa con, nó không có xin tiền hả, welfare, không có Medicare, ai nói. Lên đi, lên mặt đi, để cho tao biết á, là hả, coi như mình không nói thì thôi đó. Lên mặt nói cho tao biết mình ngu đó, hôm qua mình ra một cái clip đó, đó để lên cái hai tấm check trên cộng đồng anh hai chị hai á đó. Đó, bây giờ sao câm miệng luôn này, hai bộ ai à, Lê Lê với Nhật nè, đó đưa hai tấm đó chắc á, in ra đó hai tấm chắc á, khác nhau á, giả, người nào giả, ai người đó chạy rồi. Bây giờ hai người đưa hai cái giả trơn á. Chỉ có giống nhau một cái thôi à, là không có chứng minh được cái gì là thay luật sư hết trơn á. Hai thằng trốn hết trơn luôn rồi. Im luôn rồi. Lúc nào nó làm clip nó le le, nó cũng nói nó không có kêu gọi, nó không có ăn chuẩn tiền á, một cái penny không có ăn chuẩn mà kêu gọi. Ủa? Pháp lý. Ủa? Kêu gọi là phải kêu gọi pháp lý là cái là tiền đó. Ồ, nó nói không ăn chuẩn lã xạo rồi, dốc láo nữa rồi. Cái tiền 500 bánh mì của anh đâu, nó chưa có làm mà, nó chưa phát vô cơ mà. Đúng không cộng đồng mạng? Cái 500 đó tiền xăng của ông xã em á, nó trả lại. Bây giờ ông xã em nói là cái đó, đó là để mua quà, mua bánh mì phát cho anh em vô cơ ở San Jose, mà nó chưa làm, nó ăn chặn, hai đứa nó ăn chặn 500 đô của ông xã em rồi đó quý vị. Đó. Nói là phải làm, hứa phải làm. Chưa có làm mà còn muốn đi ra cá độ tiền đâu mà cá là chạy không, thấy không? Cá là chạy không à. Đúng rồi. Rồi á, bây giờ tới chùm cuối nữa, chùm cuối sân si nữa, bà đặt đi xuống suối nữa. Trời ơi, đi xuống suối gần 2 năm trời rồi, ẩn danh 2 năm trời rồi. Đi á, ha, số tiền á, kêu gọi á, 2 năm mấy á, ngon quá rồi, xong ôm vô nhiều quá rồi, phải đi về Việt Nam, mua nhà, mua đất, mua 5 căn nhà, đó, lên tung hô, rồi khoe khoang, cho cái lắm đâu la. Cho cái lắm đâu ra. Tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu ra? Cái tiền ở đâu ra? Giữa tiền á. Lừa đảo tiền ở đây xong rồi đem về bển, mua nhà, cất nhà. Trời ơi, lúc đó nó chưa làm từ thiện, anh biết không, nó hả? Hai chồng nó hả, bẹp xẹp lắm, nghèo lắm.
nhìn nghèo lắm, bẹp xẹp dữ lắm. Trời ơi, mua đôi dép ra chợ chợ, mua đôi dép có 5 đồng đô sao mà còn trả giá nữa. Trời ơi, đâu có tiền đâu. Trời ơi, nó nói á, nó đâu có Việt Nam đâu. Trời ơi, chỉ có mấy năm nay thì mới mua nhà năm ngoái năm nay đó. Mới mua á, 2 năm 3 năm nay nè, rồi mới chạy về Việt Nam một lần á. Một năm mới về á, ha, 4 lần quý vị. Tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu ra về hoài, Việt Nam hoài. Tiền đâu ra mua nhà. Trước khi làm từ thiện á, đứa nào cũng nghèo lắm. Làm từ thiện xong gom xong tiền á, đứa nào nấy mua nhà. Mua nhà xong á, ha, ẩn danh hết năm mấy, gần 2 năm trời, núp bóng xong á, nhà cửa xong rồi, giờ hết tiền rồi, cái nhớ vô gia cư, chạy xuống suối kiếm mà vô cư nữa, đúng rồi, phải nhớ chứ. Trời ơi, nhờ có vô gia cư đó Mạnh Thường Quân mới đưa tiền vô mới mua nhà được. Sao không nhớ, bây giờ á, mua nhà xong rồi, 5 căn rồi, giờ tính thêm 5 căn nữa thì đủ 10 căn, 10 căn luôn. Trời ơi, đâu có dễ đâu, bây giờ Mạnh Thường Quân giờ ta khôn rồi. Bây giờ vô á, giờ Mạnh Thường Quân còn muốn dòm nữa, mất công, dòm lại mất công á, hả, mất công á, tích thêm chứ làm cái gì, không? Bởi đâu có thèm. Từ thiện á, giúp đỡ mấy cái người á, những á, ông bà cô chú á, ở Việt Nam á, em thấy mấy hoàn cảnh á, bệnh á, mấy người ta bệnh á, nhiều người bệnh lắm quý vị. Ở nhà thuê, ở nhà trọ, thấy tội nghiệp, thấy thương luôn. Quá trời hoàn cảnh đó, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, trời, người ta ung thư, người ta cần ha, đi hả, phẫu thuật này nọ, người ta không có tiền chữa trị. Thời kỳ 3, thời kỳ 4 gì tùm lum hết, nhiều hoàn cảnh khổ lắm. Mình đi giúp đỡ mấy hoàn cảnh đó, chứ ai mà đưa tiền vô cho mấy cái người mà hả, hút, mấy người nghiện, chờ bạ không à. Tại vì á, mấy người á, ha, như ông Phượng nó quay á, như thằng Lương Lẹ nó quay á, là mấy hoàn cảnh đó, mấy anh em vô cư đó đó, là người ta chọn con đường tự do thôi. Chứ nếu mà hả, mấy người này nó thực sự muốn giúp á, cho mấy anh em vô cư á, là nó phải xin nhà đồ cho người ta, biết không? Xin nhà của chính phủ đồ, giúp cho mấy anh em có nhà, có chỗ ở. Chứ phải để người ta dưới suối đó rồi cái hả, nhớ cái đi xuống quay, cái mình có tiền, cái mình thường đưa tiền vô, cái mình giữ của người ta. Cái đó đâu phải là giúp vô cư, cái đó là hả, nó để vô cư đó, để giúp cho tụi nó có phim, tụi nó quay thôi, đúng không anh? Chứ phải giúp vô cư là mình phải người nào có bệnh thì dẫn đi khám bệnh, còn người nào á mà hả chưa có người nào á còn giấy tờ, mình làm giấy tờ cho người ta, xong rồi xin nhà cửa cho người ta ở, cái đó mới là giúp. Còn cái này để mấy anh em vô cư đó rồi quay phim xuống, nhớ quay phim rồi á, nhận tiền của Mạnh Thường Quân rồi đi mua nhà, cái đó vô cư giúp nó, đúng không em? Nói đúng không quý vị? Nó quá đúng mà, em nói đúng lắm. Rồi bây giờ em tạm biệt ở đây nha. Em chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an nha. Bye bye.